Chôm bây giờ nơi khách cũng quan trọng cái mưa có cái thể thế nơi được có cái nơi không việc gì mới cái người quan trọng mà vô chôm phải đi làm nữa mình có phải là một người biết bao cái là những người làm ăn lớn lao ấy cái gì đâu con nhiều lúc nơi chưa qua mà đi chưa tao đâu rồi cha mình biết đi cha đi mua cả con nên làm mà chơi thôi chứ còn một việc cũng các con nên con cứ chuyện chuyện gì giờ lúc nồi đừng có đọc tiền bây giờ mình bị cái gì lại khu chất lạng lòng đấy bên đấy rồi bây giờ cô con từng gọi người cô con gọi chú cho tôi cám luôn đó rồi nhưng cô dùng một công việc đi bộ một công việc chúng mình có cái chuyện gì bây giờ tiền cô làm đi, cái công việc đi nha.